Chào mừng quý vị khán giả đến với bản tin Vbiz 25 giờ. Những ngày qua, hoạt động ở nhà của mọi người thế nào? Còn đây là cách gia đình nghệ sĩ Quốc Nghiệp và Ngọc Mai trong thời gian Stay Quick Home. Tôi xin em chúc mọi người. Con là Gia Hùng Tâm. Con là con của bà báo Quốc Nghiệp và má Ngọc Mai. Mọi người nhớ đi ra đường phải mang khẩu trang và rửa tay cho nước sát khuẩn nhé. Tao không hết vào người đâu. Ai sẽ cắn con luôn đó đây. Và nước trong bụng. Nào quá à. Để cha nó xuất hiện. Còn với những bạn nghệ sĩ trẻ, chắc chắn việc Stay Quick Home không phải là rào cản để các bạn bắt trend. Hãy xem Hana B336 làm gì trong mùa Stay Quick Home này nhé. Bữa nay là thấy rảnh quá nên là quyết định quay một chiếc clip để làm một món này với mọi người mà mình nghĩ là nó đang rất là hot. Đó là cà phê bột biển, cà phê của Hàn Quốc. Đầu tiên là mọi người phải cần có một cái đồ đựng. Mình thì ở nhà mình không có cái đồ đánh trứng á, kiểu như mấy cái đồ vòng vòng á, nên là mình sẽ xài muỗng để mình khuấy luôn. Nếu mà nhà các bạn có những cái đồ khuấy thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà mình không có, mình xài muỗng cũng được nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Cái tiếp theo là chúng ta cần phải sử dụng cà phê để làm nguyên liệu. Thì các bạn bắt buộc phải sử dụng cà phê đen luôn chứ không được sử dụng cà phê sữa hay là cà phê gì hết. Thì ở đây mình xài cà phê Nescafe, cà phê gì đó. Và tiếp theo là các bạn phải cần có đường. Các bạn có thể, ở đây mình xài đường tinh bột, còn những cái đường khác thì mình cũng chưa thử nên là mình không biết nó có thành công hay không. Đó, thì cái này là đồ khuấy, mình bỏ vô mình khuấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ cho cà phê vào. Thì ở đây mình cho một gói cà phê. Một gói cà phê thì mình đã đông trước đó rồi, thì nó tầm 3 muỗng. Muỗng này nè. Xong rồi sau đó mình sẽ cho vào 3 muỗng đường tinh bột. Thì bây giờ mình sẽ cho 3 muỗng nước sôi vô. Cái này là chúng ta phải theo tỷ lệ 1:1 á. Rồi xong. Giờ thì tụi mình khuấy đều lên. Rồi mình thấy cái muỗng này có bộ khuấy hơi lâu quá nên mình sẽ tua nhanh lên. Tổng cộng phút nãy giờ mình đánh là chắc 9 phút. Nãy giờ mình đánh tầm 9 phút. Và khi mà nếu mà nó thành công rồi thì cái kết quả của cái này nó sẽ như sau. Đó, thì sau khi mà các bạn đã đánh xong rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần bỏ vô ly để uống. Thì chúng ta sẽ cần đương nhiên là một cái ly. Tiếp theo là đá. Tiếp theo là sữa tươi. Và cuối cùng là cái mà tụi mình đánh gãy tay nãy giờ. Đó, yeah, vì là cuối cùng cũng xong. Hôm nay qua cái clip này không chỉ là muốn nấu ăn với các bạn mà mình còn muốn gửi đến các bạn một số điều. Đó là hiện tại bây giờ thì dịch bệnh các bạn cũng thấy rồi đó, nó đang rất là phức tạp, nó rất nguy hiểm. Nên là mình mong là các bạn thời gian này hãy chế ra đường, làm việc ở nhà, học hành ở nhà và không có nên tụ tập đông người, hạn chế ít nhất có thể đi ra ngoài đường, tiếp xúc với người khác. Ta sẽ cùng nhau vượt qua mùa dịch này. Yeah. Và sau đây, mời quý vị khán giả đến với những thông tin nóng về dịch Covid đáng chú ý trong ngày được Vbiz 25 giờ ghi nhận và đưa tin. Sau khi nghị định mới nhất được ban hành của chính phủ, Việt Nam đã có những tin vui khả quan đáng chú ý. Trong 2 ngày liên tiếp 5 và 6 tháng 4 ghi nhận thêm chỉ 1 ca bị nhiễm và nhiều tin vui bệnh nhân đã khỏi bệnh. Đáng chú ý, trong 24 giờ chỉ 1 ca dương tính được ghi nhận, đó là bệnh nhân 240 ở Bắc Giang, làm việc tại Bangkok, Thái Lan. Đến sáng qua, không có ca mắc mới nào được ghi nhận. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 6 tháng 3, Việt Nam không ghi nhận ca Covid-19 mới nào. Trong số 240 bệnh nhân, hiện đã có 90 người được chữa khỏi. Đặc biệt, chỉ trong một tuần, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, có 65 ca được công bố khỏi bệnh. 4 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sức khỏe đã có tiến triển. Bệnh nhân 19, 64 tuổi, kết thúc ECMO, sức khỏe nhiều tiến triển, cho thấy phác đồ điều trị của Việt Nam đang đạt hiệu quả. Chiều ngày 5 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh lập 62 trạm và chốt kiểm dịch Covid-19 đối với các phương tiện lưu thông qua lại. Được biết sẽ có nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của các hành khách và tài xế khi lưu thông trên đường. Người dân sẽ được yêu cầu dừng xe để lực lượng y tế đo thân nhiệt. Ai có thân nhiệt bình thường sẽ được vào thành phố. Đối với người dân có thân nhiệt cao, có biểu hiện sốt sẽ được giữ lại, phun thuốc khử trùng và theo dõi. Nếu sau đó thân nhiệt trở lại bình thường do sốc nhiệt vì đi ra ngoài trời nắng sẽ được tiếp tục đi. Đối với người có thân nhiệt không hạ sau thời gian chờ sẽ được đưa đi kiểm tra sâu. Trong buổi kiểm tra chiều qua, có khoảng 6 người có thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc kiểm tra này không phải là ngăn sông cấm chợ, mà là nhằm kiểm soát tốt y tế người dân từ các tỉnh vào thành phố. Từ bây giờ, tất cả các hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đây được xem là một trong những biện pháp cần thiết để kiểm soát dịch chặt chẽ của thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi ngày, sân bay này có khoảng 600 hành khách đến từ Hà Nội và Đà Nẵng. Đường bay quốc tế và đường bay khác đã tạm dừng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh một ngày thực hiện khoảng 1.700 mẫu xét nghiệm Covid-19. Thành phố cũng sẽ triển khai các xét nghiệm nhanh trong thời gian tới. Thời gian này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã thành lập 3 chốt liên ngành trên các tuyến quốc lộ để kiểm tra đối với người và phương tiện ra vào tỉnh. Tổ kiểm tra liên ngành kết hợp tuyên truyền phổ biến cho người dân tổ chức về trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thời gian hoạt động của các chốt đảm bảo liên tục 24/24 giờ cho đến khi có thông báo mới. Hà Nội nghiêm khắc xử phạt những trường hợp đầu tiên ra khỏi nhà vì lý do không cần thiết. 3 trường hợp đầu tiên ở Trúc Bạch, Hà Nội ra đường không thuộc diện được phép đã bị xử phạt mỗi người 200.000 đồng. Ổ dịch Bạch Mai được kiểm soát tốt, hạn chế việc bùng phát. Ngoài ra, một số địa phương khác hiện đang khống chế tình hình dịch bệnh rất khả quan. Cũng trong tuần qua, ổ dịch Bạch Mai về cơ bản được kiểm soát. Một số địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh đã xét nghiệm toàn bộ những người đã đến bệnh viện Bạch Mai và cho kết quả 100% âm tính. Tại Hà Nội, tổng số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng PCR là 8.886, chưa có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Qua thời kỳ khan hiếm, đội giá ghi nhận tại Bệnh viện Thống Nhất, một xưởng khẩu trang được sản xuất làm ngay tại trong bệnh viện. Được biết, năng suất khá cao, mỗi ngày có hơn 2.500 chiếc khẩu trang được xuất xưởng để phục vụ. Khẩu, tạo hình, cắt dập, các y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất còn thiết lập dây chuyền, máy dập khẩu trang đơn giản mà hiệu quả. Sau khi đặt sáp vải lên khuôn, để tấm giấy lên trên và đưa vào máy dập, cân chỉnh, sau đó nhấn nút là hoàn thành 15 chiếc khẩu trang chỉ trong vài giây. Mỗi ngày có hơn 2.500 chiếc khẩu trang được xuất xưởng. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ cho những trường hợp bán vé số gặp khó khăn do mùa dịch Covid. Kinh phí chi từ quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các quận huyện rà soát, tổng hợp danh sách, gửi Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh để nhanh chóng triển khai, sớm đưa tiền hỗ trợ đến tay người bán vé số. Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước đó cho thấy đến ngày 2 tháng 4, trên địa bàn thành phố có gần 12.000 người bán vé số gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động. Tạm dừng đưa lao động đi nước ngoài đến hết ngày 30 tháng 4. Ngoài ra, chính phủ cũng công bố chính sách hỗ trợ cho các đối tượng lao động nếu rơi vào trường hợp gặp rủi ro. Đến hết ngày 30 tháng 4, tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng chống dịch bệnh COVID-19, không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch COVID-19, về các hình thức hỗ trợ cho lao động đang làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo quy định, người lao động sẽ được hoàn trả các khoản phí, tiền môi giới, tiền dịch vụ và hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Ngoài ra, người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác thì sẽ được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ với mức tối đa 5 triệu đồng một trường hợp. Mời quý vị khán giả tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về dịch Covid tại bản tin Vbiz 25 giờ nhé. Đừng quên follow fanpage Vbiz 25 giờ để cập nhật những thông tin mới nhất.